Vâng, xin chào tất cả các bác. Nay ngày 13 tháng 7 thì em có cặp bến là con ADC model là SS412X, rất là hot ở phân khúc dòng cao cấp nha các bác. Cái quay laser. Nó sở hữu một bộ đèn nước rất là đẹp nha. Và âm thanh rất là tuyệt vời. Đèn cần luôn nha các bác. Con này đẹp, nói chung là long lanh luôn. Hàng bên em tuyển chọn cho các bác là rất là kỹ lưỡng nha. Đấy, em quay từng sản phẩm cho các bác cùng coi. Thì giá con này là 9.500.000 đã bao ship nha. Những con này hàng rất là hiếm và ngày càng giá rất là lên cao. Bữa trước em bán là 9 triệu nha bác, nên nhập cao hơn 500.000 và bù lại tất cả sản phẩm là rất là đẹp để các bác sưu tầm. ADC SS412X cực kỳ là mới luôn. Các bác nào mua hàng cứ alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Đấy, đồ đẹp, đồ zin thì khỏi phải bàn rồi. Đấy. Con này series là 7416 nha. 7416. Hàng USA nha các bác. Dòng này thì 22W, rất là mới luôn. Đấy, kính công luôn nha. Bác nào chốt thì alo cho em. Đẹp thiếu mỗi cái thùng thôi. Đấy, các bác đi thấy phía dưới này. Đấy. Đẹp từng chi tiết một nha các bác. Những con này để lên những sản phẩm audio, vừa nghe nhạc thì vừa ngắm thì rất là đã luôn. Các bác thấy đồ đẹp của nó nha. Từng chi tiết một nha. Đấy. Cái đây là cái chỉnh độ lớn của đèn, độ nhảy của đèn này. Đây, đây là mặt equalizer, vân vân. Những chức năng này là chỉnh bass trung chép, vân vân, những giải tầng. Đây là volume cho từng cơn. Chúng ta đẩy maximum lên. Con này có thể tích hợp làm bre được tại vì nó có volume nha các bác. Đấy. Thì hàng về liên tục. Sáng nay em có quay video sơ sơ. Và đây là những cái con bộ dây để các bác thay đổi cho những cái bộ dây mà kém chất lượng ở cái dàn karaoke, hay có thể dùng nó là dùng làm dây nghe nhạc được nha. Tại dây này là dây xịn nha các bác. Dây bả xịn của Anh Quốc nha. Audio Philips Ecotech. Giá 400.000 một bộ, em đang bán giá tốt để các bác thay đổi cái dàn âm thanh để cải thiện chất lượng bộ karaoke gia đình. Giá chỉ 400.000 bộ thôi. Thì mỗi chi tiết mua hàng qua alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Và các bác nào cần mixer không dây, có dây thì bên em có đủ nha, đủ loại. Không dây thì nó tầm trên 3, không dây thì tầm 8 triệu đổ lên. Là bộ những bộ mixer không dây SM58 và ULX-B4. Và những có bộ 9 triệu rưỡi. Còn có dây là giá 3 triệu 3, 3 triệu rưỡi vân vân, tùy model nha các bác. Đấy, bác còn lấy con này thì alo cho em nha. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đồ đẹp thì các bác khỏi phải lo về những sản phẩm bên em.